Này Nhàn ơi, bao giờ thì em định lấy chồng? Cô có rau tập tàng không? Rau gì? Rau tập tàng. Dạ, cô không biết là rau gì là rau gì? Cô không biết rau tập tàng là rau gì á? Ừ. Cô biết chị Linh Tê không? Linh Tê. Đúng rồi, Linh Tê. Nổi tiếng mà. À. Ừ, cô cẩn thận, chị Linh đến đây mua rau cho cô nhá. À. Cháu cũng mới biết cái từ rau tập tàng ấy chứ. Ừ, đấy. Bởi vì cháu nghe theo chị Linh Tê. Cô ơi, cô bán cho cháu cái mỡ nào để về làm tóc mỡ ấy. Vẫn muốn biết em đang thấy thế nào. Em ơi, có lẽ anh chỉ là thằng điên. Cháu, anh chào Nhàn. Nhàn ơi, em ăn tối chưa? Chưa. Đấy, anh biết là em chưa ăn mà. Thế cho nên là anh căn đúng giờ để sang không? Hôm nay nhá, anh làm một món ăn. Một món ăn hot trend luôn. Đang cực kỳ hot nhưng mà anh tìm hiểu công thức và cách làm rồi. Đây, anh mang sang cho em đây này. Đấy. Một món hot trend luôn à? Ừ, bỏ ra xem nào. Xem đi, xem đi. Ngon lắm. Đoán xem là món gì? Món mặn. Tại vì người mùi giống đồ ăn mặn. Ừ. Không phải đồ kiểu đồng chay hay gì. Ừ. Em mở ra coi. Anh làm cái này có lâu không? Mất nhiều thời gian không anh? Nhanh ấy mà. Đây là rau, rau muống xào à? Rau tập tàng em ơi. Em ăn thử đi. Ăn thử xem tay nghề của anh thế nào chứ. Chứ cái món này anh cũng mất rất nhiều tâm huyết đấy. Nhàn ạ, thử anh đi. Sẽ thử xem tay nghề của anh như nào nhá. Ừ. Hôm nay không dùng băng xích lô để treo em nữa hả anh? Không. Không. Tại chúng ta, tại chúng mình quen biết nhau rồi ấy. Anh không thể nào dùng cái văn đều ấy được để nói chuyện với em. Bây giờ anh chuyển sang dùng văn thợ xây được không? Văn thợ xây như thế nào anh? Em ăn thử đi xong rồi anh nói nhá. Em ăn thử xem tay nghề của anh thế nào đi. Em ăn thật chứ em ăn thử làm gì? Em ăn thật. Nào, 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 nào. Em thấy nào? Thế thế nào hả? Mình đang muốn sao? Đây là rau tập tàng. Tại sao gọi là rau tập tàng nhỉ? Tại vì em ăn rất giống bị rau muốn xào luôn ấy. Em không biết đâu. Này Nhàn ơi, bao giờ thì em định lấy chồng? Em không biết nữa, em chưa bộ anh ạ. Thì khi nào Nhàn định lấy chồng thì Nhàn báo với anh nhé. Để anh mừng cưới à? Không, để anh cũng đi lấy vợ. Thế sao lại phải lấy cùng dịp với em? Thì để anh tán em. Thì ra đây là văn thợ xây đấy ạ. À? Này Nhàn ơi, hay là từ ngày hôm nay anh tán em nhé. Sao thế em xấu hổ à? Nhàn ơi, dạ. Em có ăn được tỏi không? Em ăn được. Sao anh? Em thấy thế nào? À. Em có muốn thắc mắc cho anh nhá. Ừ, em hỏi đi. Anh bảo anh đi tán em đúng không? Mà anh đi tán gái chỉ mang mỗi rau xào như này thôi á. Hả? Hả? Ừ, đúng rồi, anh chỉ mang đúng rau xào thôi. Ô, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ô này này.